Chuyện về hai quan bà Thúy Lan, Mỹ Lan tham ô, xâm loạn khiến ai cũng khiếp sợ. Quý vị thân mến, trong thời gian qua, cặp đôi quan bà Mỹ Lan, Thúy Lan cùng dắt tay nhau ra hầu tòa đã trở thành tâm điểm thu hút của mọi phương tiện truyền thông, dư luận. Sự nổi tiếng của hai quan bà này thì không cần phải bàn cãi, tranh luận thêm. Người thì nguyên là bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc với quyền lực nắm trọn trong tay. Người thì là bà trùm tập đoàn lớn nhất nhì Việt Nam với tổng số tài sản đếm không biết bao giờ hết. Nổi tiếng là những người phụ nữ cao sang, quyền lực là thế. Ấy vậy mà bác Trọng và đảng ra tay là thành tai tiếng ngay. Từ lãnh đạo, bà trùm đều trở thành bị can, bị cáo, đứng trước vành móng ngựa, cúi đầu nhận hình phạt. Có những câu chuyện đằng sau về hai quan bà song lan mà khi nghe đến người ta còn phải giật mình, choáng váng vì sự tham ô, xâm loạn vô tội vạ của hai bà. Ngay sau đây, hãy cùng kênh chúng tôi vén màn sự thật động trời về hai quan bà lừng lẽ này. Từ một nữ lãnh đạo có tiếng, giữ chức bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc với số phiếu bầu cao nhất, nay lại trở thành bị cáo bị Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra về tội tham ô, nhận hối lộ với số tiền cực lớn. Tại kỳ họp thứ 38, sau khi xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng nhận định các cá nhân này đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Các cán bộ này cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ. Vậy mà bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc là người nắm rõ trong lòng bàn tay những điều mà một đảng viên không được làm. Cán bộ lãnh đạo không được vi phạm, nhưng bà vẫn cố tình nhúng tay vào con đường tham nhũng, tham ô bị che mắt bởi những đồng tiền ma lực thu hút. Bà Hoàng Thị Thúy Lan đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Bà Lan xuất thân là giáo viên trường trung học cơ sở Duy Tiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phú, cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phú từ năm 1997 đến nay là tỉnh Vĩnh Phúc. Tháng 7 năm 2004, bà Hoàng Thị Thúy Lan được phê chuẩn giữ chức bí thư tỉnh đoàn Vĩnh Phúc. Tháng 12 năm 2006, bà Lan là tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Tháng 1 năm 2009, bà Lan làm chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc. 10 tháng sau là trưởng ban dân vận tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đến tháng 10 năm 2010, bà Lan làm ủy viên ban thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Từ tháng 10 năm 2015, bà Lan tái đắc cử bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Đến tháng 10 năm 2020, tại phiên họp thứ nhất ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc khóa 17, bà Hoàng Thị Thúy Lan tiếp tục được bầu giữ chức bí thư tỉnh ủy với số phiếu tuyệt đối. Cũng trong năm này, tại kỳ họp thứ 18, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 16, bà Lan được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu bầu tuyệt đối. Được hoạt động trong môi trường sư phạm là nền tảng của giáo dục và đạo đức, và được học tập và rèn luyện qua quá trình công tác, giải ở nhiều vị trí, chức vụ được thấm nhuần tư tưởng của Đảng, của nhà nước và nhận thức rõ được vai trò mà mình gồng gánh trên vai. Vậy mà vào ngày 8 tháng 3, lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam với bà Hoàng Thị Thúy Lan về tội danh nhận hối lộ. Việc khởi tố, bắt tạm giam lãnh đạo đương nhiệm của tỉnh Vĩnh Phúc nằm trong diễn biến điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Về số tiền, cơ quan điều tra xác định bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận số tiền rất lớn, hàng tỷ đồng bà đã nộp lại số tiền này. Phú bà, quyền lực Trương Mỹ Lan với khối tài sản nhiều người nằm mơ cũng không có được. Dầu lên nước tiếng cũng bởi Phạm Thịnh Phát và trở thành kẻ phạm tội cũng đi cùng với bạn Thịnh Phát với con số tham nhũng lên tới hàng triệu tỷ đồng.
Từ năm 2011, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân để hợp nhất thành SCB. Lợi dụng chính sách của nhà nước trong đề án tái cơ cấu SCB, Trương Mỹ Lan đã thâu tóm nhà băng như một công cụ tài chính để huy động vốn phục vụ kinh doanh cá nhân và hệ sinh thái của Vạn Thịnh Phát. Với việc sở hữu 91,5% cổ phần của SCB thông qua nhiều cá nhân, bà Lan đã chỉ đạo, lãnh đạo chủ chốt tại SCB và Vạn Thịnh Phát lập các hồ sơ khống rút tiền của SCB để hợp thức hóa việc rút tiền và tránh bị phát hiện sai phạm. Bà Lan đã chỉ đạo cán bộ ở SCB chuyển tiền giải ngân vào các công ty ma, sau đó thực hiện rút tiền mặt hoặc chuyển lòng vòng nhằm cắt đứt dòng tiền. Việc đưa các tài sản đảm bảo có giá trị thấp rồi nâng khống để đảm bảo cho các khoản vay lớn chỉ là thủ đoạn nhằm kiếm tiền người dân gửi tại SCB. Trong đó, từ năm 2012 đến năm 2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập hồ sơ khống cho 304 khách hàng, vay 368 khoản. Đến năm 2022, các khoản vay này còn dư nợ hơn 132.000 tỷ đồng, cả gốc và lãi, sau khi khấu trừ vào số tài khoản đảm bảo. Các khoản vay này gây thiệt hại 64.600 tỷ đồng. Hành vi trong giai đoạn này của bà Lan là phạm tội, vi phạm quy định về cho vay trong các hoạt động của các tổ chức tín dụng. Đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bà Lan mức án 20 năm tù về tội đưa hối lộ, 19 đến 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tử hình về tội tham mô tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo bị đề nghị là tử hình. Sau phút mất bình tĩnh, ngã quỵ, bà Lan được phép ngồi thay vì phải đứng nghe Viện Kiểm sát nêu quan điểm giải quyết vụ án trong nhiều giờ sau đó. Bà luôn cúi đầu vẻ mệt mỏi. Thưa quý vị, theo thông cáo từ Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 26 tháng 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 họp xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Vương Đình Huệ là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan chức năng, ông Vương Đình Huệ đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chịu trách nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm khuyết điểm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, ông Vương Đình Huệ đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ, được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Vương Đình Huệ, Ban chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa 13, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định một số nội dung chuyên đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Lê Duy Thành do vi phạm pháp luật bị bắt tạm giam. Bên cạnh đó, thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại kỳ họp diễn ra vào ngày 25 tháng 4, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có mặt đã biểu quyết chấp thuận cho ông Đinh Ngọc Khoa thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do chuyển công tác. Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Lê Duy Thành và ông Phạm Hoàng Anh. Trước đó, vào chiều hôm 8 tháng 3, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Căn cứ lời khai của các bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 bị can, trong đó bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cùng bị bắt và khởi tố về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ luật Hình sự.
Đến hôm 27 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tội nhận hối lộ. Qua điều tra ban đầu, C03 xác định ông Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu, Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn để tạo điều kiện cho tập đoàn này thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Phạm Hoàng Anh là lãnh đạo thứ ba của tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt trong tháng 3 do liên quan hậu pháo. Sốc, ông chủ Dr. Thanh ân hận rơi nước mắt khi nhắc đến một người phụ nữ đặc biệt phát hiện thêm 4 thương vụ lừa đảo nghìn tỷ, không ngờ dùng luật rừng để ám trọn tất cả. Thưa quý vị, khi được nói lời sau cùng, ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Tân Hiệp Phát cho rằng đã ân hận về những gì xảy ra trong vụ án và sẵn sàng chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Khi nhắc đến một người phụ nữ đặc biệt, ông bỗng rơi nước mắt và mong muốn có cơ hội để sửa sai tiếp tục đóng góp. Phiên xét xử sơ thẩm đầu tiên Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử ông Trần Quý Thanh và hai con gái về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của 4 bị hại. Tại tòa, ông Thanh nói mình không có tội, ông không cho vay mà mua bán đất với các bị hại. Được xét hỏi đầu tiên, ông Trần Quý Thanh xin xem xét cho ông vì đã lớn tuổi, mắt kém, trí nhớ giảm nên cho phép bị cáo sử dụng tài liệu của mình. Ông Thanh nói sẽ trình bày chậm nhưng xin hội đồng xét xử cho bị cáo trình bày hết. Hội đồng xét xử giải thích rằng đây là phần hỏi nên hội đồng xét xử sẽ hỏi bị cáo trả lời các câu hỏi. Nếu thấy hội đồng xét xử đã hỏi mà nội dung không đầy đủ thì bị cáo có quyền trình bày. Hội đồng xét xử hỏi ông Thanh có xác lập quan hệ vay mượn với ông Lâm Sơn Hoàng hay không. Ông Thanh nói lúc xảy ra sự vụ thì bị cáo ý thức là không sai, nhưng khi viện kiểm sát giải thích thì bị cáo nhận thức được hành vi của mình là sai. Hội đồng xét xử giải thích rằng hội đồng xét xử chỉ hỏi bị cáo có cho ông Hoàng vay tiền hay không, chưa nói đến việc nhận thức như thế nào. Sau đó ông Thanh cho biết ông Hoàng đến gặp ông đề nghị vay 150 tỷ lãi suất 3%. Bị cáo nói muốn vay cứ ra ngân hàng vay cho lãi suất thấp, ở đây bị cáo chỉ mua bán. Ông Hoàng có 4 tài sản, trước khi ông Hoàng đến môi giới có giới thiệu 4 tài sản thì bị cáo quan tâm mới gặp ông Hoàng. Ông Thanh khai, hội đồng xét xử hỏi ông Nguyễn Hoàng Phú, người môi giới cho ông Lâm Sơn Hoàng gặp ông Trần Quý Thanh. Ông Phú khai, ông Hoàng gặp ông khi có nhu cầu vay tiền và thế chấp bằng 4 lô đất. Tôi trình bày với ông Thanh thì ông Thanh không có nhu cầu cho vay. Sau đó tôi đưa ông Hoàng đến gặp ông Thanh, nội dung hai bên làm việc tôi không biết. Sau đó ông Hoàng nói đã vay được tiền của ông Thanh và trả phí môi giới cho tôi. Ông Phú nói, khi được hỏi sau khi ông Hoàng vay được tiền thì ông Hoàng có trao đổi với ông Thanh hay không? Ông Phú nói chủ tọa hỏi ông Phú có thỏa thuận gì với ông Hoàng không thì ông Phú trả lời thỏa thuận là 3% lợi nhuận. Chủ tọa nói cho vay thì lãi suất chứ làm gì có lợi nhuận thì ông Phú nói không xác định được là mua bán hay vay. Sau đó ông Hoàng nói vay được và trả tiền môi giới cho tôi. Được xác định là bị hại trong vụ án, ông Lâm Sơn Hoàng xác định quan hệ với ông Thanh là quan hệ cho vay, trong đó ông là người vay. Ông vay của ông Thanh là 115 tỷ đồng, đã trả lãi 43,7 tỷ đồng. Tại tòa, ông Hoàng xác nhận về phần dân sự, ông Hoàng trả lại tiền vốn vay cho ông Trần Quý Thanh là 115 tỷ đồng và nhận lại 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Hoàng cho biết 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên chỉ mới chuyển cho ông Thanh trên giấy tờ, còn thực tế ông vẫn đang quản lý sử dụng. Chủ tọa giải thích nếu tại tòa hai bên thống nhất được số tiền vay lãi suất thì tòa ghi nhận sự thỏa thuận, còn nếu không thống nhất được thì tòa sẽ tách ra thành vụ án dân sự khác. Sau khi hỏi ông Lâm Sơn Hoàng, hội đồng xét xử trở lại ông Trần Quý Thanh. Ông Thanh vẫn khẳng định là không cho vay và ông đã chuyển khoản cho ông Hoàng 115 tỷ để mua 4 mảnh đất của ông Hoàng. Chủ tọa hỏi nếu mua bán vì sao lại bị trừ vào số tiền ban đầu và chuyển tiền lãi bao nhiêu lần. Ông Thanh cho rằng do ông Hoàng đề nghị cho ông Hoàng mua lại trong khoảng thời gian là 3 tháng nên xin đặt cọc, bị cáo không có tội. Ông Thanh nói là người đầu tiên nói lời sau cùng, ông Trần Quý Thanh cảm ơn hội đồng xét xử, viện kiểm sát đã phân tích để bị cáo biết rõ sai lầm của mình. Ông Thanh nói ông đã trưởng thành từ cô nhi viện và trải qua cuộc sống nhiều thăng trầm, biến cố và bị cáo đã trả giá nhưng vẫn luôn học hỏi làm tấm gương cho các con. Ông nói ân hận về những gì xảy ra trong vụ án và sẵn sàng chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Đối với gia đình của bị cáo, lao động là giá trị cốt lõi, lao động là vinh quang, là sứ mệnh. Bị cáo với gia đình cùng gia đình làm việc hàng chục năm với mong muốn đóng góp cho xã hội thông qua nghĩa vụ ngân sách, tạo công ăn việc làm trực tiếp và gián tiếp trong hệ thống phân phối. Bà con nông dân, gia đình của bị cáo có chung sứ mệnh mong muốn xây dựng một tập đoàn của Việt Nam vươn xa thế giới nên các nhu cầu của từng thành viên được duy trì ở mức tối giản, không tiêu dùng phung phí, xa hoa, ai cũng phải ra đi và không mang theo gì. Dù 70 tuổi nhưng bị cáo vẫn làm việc vì muốn đóng góp cho xã hội. Bị cáo muốn đóng góp để lại cho xã hội sự tự hào về thương hiệu Việt, ông Thanh trình bày. Sau 3 năm chấn động, thần y Võ Hoàng Yên hiện tại ra sao? 183 tỷ của Nguyễn Phương Hằng ở đâu rồi?
Thưa quý vị, trước khi trở thành nhân vật chính trong những buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng thì ông Võ Hoàng Yên được biết đến như là một thần y với khả năng chữa bệnh câm điếc bẩm sinh, bệnh bại liệt xương khớp bằng phương pháp khí công bấm huyệt. Tuy nhiên, kể từ khi bà Hằng lên tiếng nói ông Yên lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng mà bà chuyển cho ông Yên và người thân để trả nợ, xây chùa, làm từ thiện, chữa bệnh cho người thân thì thần y cũng lặn không thấy tăm hơi. Hiện tại bà Hằng đã bị tạm giam được hơn một năm và vẫn chưa biết kết quả thế nào. Vậy còn ông Võ Hoàng Yên thì sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Có thể quý vị chưa biết, ông Võ Hoàng Yên xuất thân từ một gia đình rất nghèo. Do gia đình quá nghèo nên đã gửi ông Yên vào chùa. Tại đây ông được các thượng tọa chỉ dạy cách chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. Sau đó thì ông lại đi học thêm ở các chùa khác. Trong quá trình này, ông tiếp tục được học các cách chữa bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. Và sau nhiều năm bôn ba với nghề lương y khám bệnh, bốc thuốc, thì ông đã đúc kết được kinh nghiệm dựa theo các phương pháp trị bệnh theo y học cổ truyền và nghiên cứu thành đề tài riêng cho mình trên nền tảng tích tụ từ cái cũ. Khi chưa có giấy phép hành nghề, ông Yên chỉ chữa bệnh ở những chùa, nhà dân rộng rãi. Đối tượng chữa bệnh là những người dân và cách chữa bệnh mang tính từ thiện, miễn phí cho bệnh nhân. Thế nhưng trong 3 năm, từ năm 2009 đến năm 2011, ông Yên đã bị các cơ quan chức năng của huyện Cái Nước xử phạt hành chính 3 lần với số tiền hơn 6 triệu đồng vì vi phạm hành nghề khám chữa bệnh mà không có giấy phép. Lương y Võ Hoàng Yên chữa bệnh theo phương pháp của y học cổ truyền, bao gồm bốc thuốc, xoa bóp bấm huyệt, khí công y đạo. Trong đó, ông nổi tiếng nhất với khả năng chữa bệnh không dùng thuốc, đặc biệt là trị câm điếc, bại liệt do tai biến cho hiệu quả chỉ sau vài phút bấm huyệt. Nhiều người chứng kiến Lương y Yên chữa bệnh cho rằng phương pháp điều trị của ông rất thần kỳ và tôn ông là thần y tái thế. Về phương pháp trị bệnh thì ông Võ Hoàng Yên nói mình chỉ trị bệnh theo phương pháp khoa học cổ truyền, không hề có yếu tố thần thánh gì cả. Ông khẳng định mình khám và chữa bệnh theo phương pháp thông thường của Đông y, tức là khai thông huyệt đạo mang tính khoa học rõ ràng. Do quen biết hay là do tiếng lành đồn xa mà vào năm 2011, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Tĩnh đã mời ông Võ Hoàng Yên về chữa bệnh tại Hội Đông y Hà Tĩnh. Không biết hiệu quả chữa bệnh ra sao mà chỉ một thời gian ngắn sau đó, Hội Đông y Hà Tĩnh đã kết nạp ông Yên làm hội viên. Võ Hoàng Yên cũng nhanh chóng đề xuất với tỉnh Hà Tĩnh cấp đất để mở trung tâm chữa bệnh và được chấp thuận vài năm sau đó. Mà cụ thể là năm 2015 thì Sở Y tế Hà Tĩnh đã cấp phép cho thần y Võ Hoàng Yên mở trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh ở xã Cẩm Vịnh để khám chữa bệnh. Dù chưa có bằng cấp gì, đến khi bị yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề, ông Yên mới xin nghỉ để đi học, bỏ mặc trung tâm hoàn toàn. Giải thích về sự việc trên, ông Nguyễn Đình Dũng, Phó trưởng phòng nghiệp vụ y Sở Y tế Hà Tĩnh nói, lý do ông Yên được đặc cách là do chỉ đạo của tỉnh. Tỉnh chỉ đạo thì chúng tôi mới làm, dù ông Yên chưa có bằng cấp gì. Bên cạnh tỉnh Hà Tĩnh thì huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi cũng đã từng chi hơn 200 triệu đồng từ tiền ngân sách để lo chi phí đi lại, chỗ ăn, chỗ ở cho ông Võ Hoàng Yên cùng các cộng sự về khám chữa bệnh. Cho đến nay, nhiều địa phương đã lên tiếng về hoạt động chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên, cho rằng không có bệnh nhân nào được chữa lành như ông tuyên bố, thậm chí bệnh không giảm mà lại còn nặng hơn. Các chuyên gia Đông Tây y cũng đã lên tiếng nói rằng việc gõ gõ bệnh nhân là không thể nào có kết quả được. Với điếc bẩm sinh, điếc do bệnh lý hay điếc đột ngột, về khía cạnh khoa học là không ủng hộ việc chữa bệnh điếc như vậy. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ngãi cũng đã dừng việc mời cấp phép cho ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh vì lý do phương pháp chữa bệnh không khoa học và có dấu hiệu lừa dối gây hại cho bệnh nhân. Ngày 9 tháng 4 năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã cho biết ký quyết định hủy bỏ khen thưởng đối với ông Võ Hoàng Yên cùng cộng sự mà tỉnh này đã ký ban hành trước đó. Cái kim trong bọc thì lâu ngày cũng lòi ra. Nhiều người ngã ngửa khi biết mình đã tin nhầm và tiền mất tật mang với thần y dởm. Vì vậy họ đã gửi đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động khám chữa bệnh khi nhận tiền chữa bệnh, chữa không khỏi mà bệnh còn nặng hơn. Chưa có trường hợp nào khỏi bệnh. Công an huyện Bình Sơn đã đến hàng chục hộ gia đình có con, cháu từng được ông Võ Hoàng Yên khám chữa bệnh câm điếc bẩm sinh, viêm xoang đợt khám vào tháng 7 năm 2020. Đến nay chúng tôi chưa ghi nhận trường hợp nào được ông Võ Hoàng Yên chữa khỏi bệnh. Tất cả gia đình mà chúng tôi tiếp xúc đều cho rằng việc chữa bệnh của ông Yên không mang lại hiệu quả. Tiền công đức của chùa Ba Vàng đi về đâu? Đây là một câu hỏi lớn của nhân dân, đặc biệt là những người tự cho mình là đang cố gắng bài trừ điều tệ hại của xã hội. Cần lắm một cuộc tổng kiểm tra tiền chùa từ vụ việc sợi lông ngoe ngoẩy mà Thích Trúc Thái Minh tuyên truyền láo là xá lợi tóc Đức Phật để lừa dối, nhảm nhí, vơ vét tiền công khai của Phật tử và nhân dân. Đề nghị chính phủ cho tổng kiểm tra tiền của các chùa, đặc biệt là chùa Ba Vàng. Tổng kiểm tra sẽ thấy các sư trụ trì chùa Thích Trúc Thái Minh đã lợi dụng tâm linh, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhân dân để vơ vét và tham nhũng bao nhiêu tiền. Phơi bày bộ mặt thật của những kẻ chống lưng đồng loại với bọn sư trụ trì chùa để dây máu ăn phần, để được cúng biếu cả vali tiền như Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long trong đại án Việt Á. Lộ mặt những kẻ lợi dụng tín ngưỡng để giả sư, giả đại đức tự do tín ngưỡng không có nghĩa là được quyền biện đặt, lợi dụng để kiếm tiền bằng cách lừa đảo nhảm nhí, làm méo mó và ảnh hưởng đến uy tín của Phật giáo. Đây là lỗ hổng lớn mà lâu nay chúng ta bỏ qua, cần lắm một cuộc tổng kiểm tra tiền chùa.
nhà báo Công an Nhân dân Nguyễn Hồng Lam viết lễ xuất bản Thu Hụi chép mùa Vu Lan năm 2022, cho áp phong cúng giải vong, chia ca áp giá mùa An Cư Kết Hạ năm 2019, vụ cọng tóc ngoe ngoe bất minh năm 2023, clip tuyên truyền nhăng cuội về xá lợi tự sinh, xá lợi máu của Phật tổ múc lên từ nước sông Hằng, nhờ đức tin mà kết thành xá lợi năm 2023, đều diễn ra hoặc liên quan đến chùa Ba Vàng. Tất cả đều là những trò dối Phật, lừa dân, bịp bợm, có tổ chức, lợi dụng niềm tin tôn giáo, gieo rắc nỗi sợ hãi và mê tín dị đoan để trục lợi, làm tiền trên sự mê muội của chúng sinh. Tất cả đều do một tổ chức núp bóng Phật môn do Thích Trúc Thái Minh, Phạm Thị Yến cầm đầu. Suy cho cùng, gọi bằng tên gì đó cũng là trò buôn thần bán Phật, cần phải chặn đứng và nghiêm ngặt, phạt bằng luật pháp, không thể làm ngơ để cho chúng tiếp tục hoành hành, tàn phá, làm bại hoại xã hội về nhiều mặt. Tuy nhiên, dù có thu hàng chục tỷ, trăm tỷ, những trò lừa đảo mượn danh Phật giáo ấy vẫn chỉ là những thương vụ cò con, còn có kiểu kinh doanh tôn giáo khác. Tuy khoác bộ cánh sạch sẽ hơn, ít tai tiếng hơn, nhưng thực chất còn hủy hoại dân tộc, xã hội tàn bạo hơn bội phần. Đó là kiểu kinh doanh cướp cạn tài nguyên, ăn ruộng mục cả đất nước. Đau xót thay, chúng vẫn đang nằm ngoài mọi chế tài của luật pháp. Đất nước đang oan mình, chứng kiến một trào lưu cướp cạn hợp pháp. Những siêu công trình tôn giáo mọc lên ngày càng nhiều, không chứng tỏ sự phát triển của tôn giáo, chỉ chứng minh sự tha hóa nghiêm trọng của cả đạo đức và xã hội, lẫn đức tin tôn giáo khi mà tất cả ham muốn, dục vọng vật chất, vũ lậu, nhân thiên đều có thể được thỏa mãn, để đổi trác được bằng tiền và rất nhiều tiền. Những người ủng hộ hoặc biện hộ cho sự bùng nổ xây dựng chùa chiền. Thượng viện dẫn lời Lý Trần, Phật giáo phát triển để lại nhiều di sản vật chất văn hóa, văn hiến, tạo nên một dung mạo văn hóa Việt Nam đặc sắc, đáng tự hào ngay cả trong thời hội nhập.